Liều thuốc giảm đau của lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Các bạn thân mến, trong suốt những năm tháng Mỹ gây ra cuộc chiến tranh ở Việt Nam, cà phê và thuốc lá đã trở thành thuốc giảm đau về tinh thần, giúp lính Mỹ vượt qua mọi sự mệt mỏi và cả sự sợ hãi của chiến tranh. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu xem những liều thuốc giảm đau ấy là gì nhé! Một. Cơn nghiện cà phê khiến cho những người lính Mỹ liều mình. Cà phê thực tế là một thức uống hết sức phổ biến lại được nhiều người yêu thích, chính bởi hương vị thơm ngon của nó. Không những thế, uống cà phê lại khiến cho đầu óc con người luôn tỉnh táo. Do vậy, hầu như tất cả người dân nước Mỹ đều thích uống cà phê và coi đó như một thức uống hàng ngày. Cà phê đã xuất hiện chính thức tại Mỹ từ năm 1714, và đến năm 1773 thì cà phê lại trở nên phổ cập đến mức đã có một đạo luật kỳ lạ ra đời, trong đó quy định uống cà phê được coi là một nghĩa vụ quốc gia đối với mỗi công dân Mỹ. Chính vì lẽ đó, rất dễ hiểu khi những người lính Mỹ vẫn giữ bên mình thói quen này và biến cà phê trở thành thứ đồ uống phổ biến nhất trong quân đội Mỹ. Sự tàn khốc của chiến tranh cùng bao nỗi lo lắng khi luôn chênh vênh giữa sự sống và cái chết càng khiến cho những người lính Mỹ cần cà phê hơn bao giờ hết. Trong mỗi bức ảnh chụp các bữa ăn thì cà phê là thức uống không thể thiếu. Hơn nữa, nó luôn được để ngay chính giữa bàn ăn. Có chuyện kể rằng, nhiều thanh niên Mỹ khi gia nhập quân đội, họ rất tự tin lúc lên đường bởi đã lường trước được những khó khăn mà sẽ phải trải qua. Tuy nhiên, còn có một điều duy nhất họ không lường trước chính là sự thiếu thốn của cà phê. Họ thực sự cảm thấy mệt mỏi và gần như không thể chịu đựng được khi thiếu vắng caffeine. Điều đó thật sự đã trở thành một nỗi ám ảnh quá lớn. Sự quan trọng của cà phê đối với những người lính Mỹ cũng đã từng được đại úy Robert K. Beecham nhắc đến. Sức mạnh của những người lính phải chịu đựng sự mệt mỏi của cuộc diễu hành và giữ vị trí của họ trong hàng ngũ đã được tăng cường rất nhiều bởi cơ hội để nấu một tách cà phê bên đường. Cũng từ chính những thói quen không thể từ bỏ này của lính Mỹ mà một công ty rất kỳ lạ đã ra đời, đó là công ty cà phê Green Beans Coffee World Coffee. Trong khoảng 15 năm này, công ty này đã mở hàng loạt quán cà phê tại những điểm nóng nhất của thế giới để phục vụ lính Mỹ. Do các lực lượng quân đội thường xuyên được điều chuyển nên họ cũng phải hết sức cơ động và sáng tạo. Những container dài 12m, rộng 2,5m đã được cải tạo lại, trở thành các điểm bán cà phê có tủ gỗ và cả mặt bàn đá. Những quán cà phê container này được đặt ngay trên các xe tải quân sự và rong ruổi khắp các chiến trường Trung Đông. Những quán cà phê đặc biệt ấy đã theo quân đội Mỹ đến Kuwait, Qatar, Afghanistan và sau đó là cả Iraq. Vì phục vụ trực tiếp ở những vùng chiến sự nên công việc này rất nguy hiểm. Nhân viên cũng được phép trang bị vũ khí cá nhân và cả áo giáp. Hàng hóa được thuê áp tải bởi quân cảnh. Các container hàng khi đến nơi thường lỗ chỗ những vết đạn, một số thì bị cướp ở dọc đường. Cuộc đời lính chiến đầy sức ép cũng như các rủi ro. Lính Mỹ rất ưa thích những quán cà phê này. Và trong những quán cà phê này, họ sẽ được nghe nhạc, được chơi bài và thư giãn với cà phê. Cà phê là một sản phẩm đáp ứng được hai điều kiện, giá cả phải chăng và thêm cả sự gợi nhớ về quê nhà. Quyết đoán và liều lĩnh đã đem lại thành công cho công ty với 68 cửa hàng trong hoặc gần các căn cứ quân sự của Mỹ. Trong thời kỳ diễn ra chiến tranh Việt Nam, những người lính Mỹ được phát theo những gói cà phê hòa tan đủ cho một lần uống. Loại cà phê này theo đánh giá của những người Việt Nam có khẩu vị khác hẳn so với người Mỹ, vì nó có vị chua lè. Vì muốn uống cà phê thì phải pha bằng nước nóng. Do vậy, lính Mỹ hay dùng ca inox được trang bị theo dùng để đun nước. Việc đun nấu trên chiến trường có thể khiến cho những người lính Mỹ gặp nguy hiểm, nhưng thực sự họ không thể vượt qua được cơn nghiện, nên nhiều lúc vẫn phải cố gắng bất chấp. Và có thể mọi người lại phải thêm một lần nữa thán phục trí tưởng tượng phong phú cũng như nền khoa học hiện đại của người Mỹ. Để có thể giữ được tinh thần tỉnh táo cho người lính trong điều kiện thiếu ngủ nơi chiến trường, không quân Mỹ đang thử nghiệm dùng phương pháp kích điện thay cho cà phê. Mục tiêu của nghiên cứu này là sử dụng những cú giật điện nhẹ giúp tăng cường tính cảnh giác cũng như sự tỉnh táo của binh sĩ với ít tác dụng phụ hơn nhiều so với cà phê. 2. Thuốc lá. Liều thuốc giảm đau tinh thần của lính Mỹ. Mặc dù hầu hết các binh sĩ Mỹ đều nghiện uống cà phê, tuy nhiên thuốc lá thậm chí còn gây nghiện hơn và lẽ dĩ nhiên là chúng cũng quan trọng không kém. Có tới 95% lính Mỹ hút thuốc lá, bởi vậy nên thuốc lá dường như không thể thiếu và cũng được đưa vào mục cấp phát theo tiêu chuẩn. Đặc biệt là khi họ ở xa tổ quốc, xa những người thân yêu và luôn luôn phải chìm đắm trong sự mệt mỏi và tàn khốc của một cuộc chiến tranh vô nghĩa. Tướng John J. Pershing,
chỉ huy tối cao của lực lượng viễn chinh Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ nhất cũng đã từng nói. Bạn hỏi chúng tôi cần làm gì để giành chiến thắng à? Tôi trả lời, thuốc lá, nhiều như viên đạn. Thuốc lá không thể thiếu được như khẩu phần hàng ngày. Chúng ta phải có nó hàng ngàn tấn không chậm trễ. Chính vì thế, chúng ta có thể hiểu rằng nicotine cần thiết đối với binh lính Mỹ tới mức nào. Không chỉ là một loại thuốc lá, binh lính Mỹ họ còn cần được cấp miễn phí đủ loại khác nhau. Theo tiêu chuẩn, lính Mỹ được cấp 2 điếu thuốc cho mỗi bữa ăn. Ngoài ra ở hậu cứ, người ta còn có thể mua thêm rất nhiều nữa. Trong các cuộc hành quân dài ngày, lính Mỹ được cung cấp chủ yếu là lương thực đóng hộp để họ có thể sử dụng được trong một thời gian dài và được chia thành nhiều loại khác nhau. Mỗi khẩu phần ăn của lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam cũng được chế biến khá phong phú về chủng loại. Mỗi bữa ăn chứa khoảng 1.200 calo. Ngoài đồ ăn chính trong một túi riêng lớn nhất thường có thịt, thịt bò, thịt lợn, thịt gà, cá, trứng, đậu hay khoai tây. Kèm theo đó là những gói nhỏ chứa muối, đường, bột sô-cô-la, cà phê và thuốc lá với rất nhiều loại khác nhau. Bên cạnh đó còn có nĩa, thìa. Tất cả được họ cho vào một cái túi riêng. Thế mới thấy cà phê và thuốc lá quan trọng như thế nào đối với mỗi người lính Mỹ. Chiến trường quả là một thị trường tiêu thụ rất lớn khiến cho các hãng thuốc lá trên khắp thế giới đua nhau phát triển rất mạnh mẽ. Chỉ riêng ở Mỹ có thể kể đến rất nhiều các thương hiệu Camel, Tennessee, Chesterfield, Lucky Strike, Old Gold, Philip Morris, Raleigh, Wings, Pall Mall, Marlboro. Chỉ cần đếm số lượng các hãng thuốc lá là đủ hiểu rằng các binh lính Mỹ đã được quan tâm và được đầu tư nhiều đến mức nào. Vậy còn lực lượng Việt Nam Cộng Hòa thì sao? Mặc dù họ không nhất thiết phải có cà phê hàng ngày, tuy nhiên thuốc lá thì nhất định phải có. Thậm chí, Mỹ đã sản xuất các loại thuốc lá dành riêng cho lực lượng này. Có thể ví dụ là Ruby Queen hay Dre Boston. Trên mỗi bao thuốc, họ luôn in dòng chữ quyết tâm bảo vệ đất nước. Hiện nay, mỗi một cơ sở quân sự của Mỹ đều phải vật lộn với tỷ lệ quân nhân nghiện thuốc lá ngày càng tăng cao hơn so với dân thường. Đặc biệt là lính Mỹ tuổi đời càng trẻ thì tình trạng nghiện thuốc lá càng nặng. Do đó, công tác cai nghiện thuốc lá của quân đội Mỹ ngày càng khó khăn hơn. Nó không đơn giản chỉ là việc ném cho họ một vài gói kẹo cao su hương bạc hà hay cung cấp cho họ một vài dịch vụ cắt cơn thèm thuốc lá. Lý do khiến lính Mỹ ngày càng lệ thuộc vào thuốc lá được cho là do áp lực xã hội và căng thẳng khi làm nhiệm vụ và luôn cho rằng tuổi trẻ là có sức khỏe vô địch. Điều này đã phá vỡ những nỗ lực để cai nghiện thuốc lá của Bộ Quốc phòng Mỹ. Hơn nữa, quân đội Mỹ cũng có truyền thống hút thuốc lá. Do đó, tình trạng này thật sự rất khó để giải quyết. Lính Mỹ ở độ tuổi từ 18 đến 20 có đến 51,7% sử dụng, thậm chí nghiện thuốc lá. Lực lượng thủy quân lục chiến nghiện thuốc lá nặng nhất chiếm đến 58,2%. Trong khi đó, lực lượng không quân lại có con số thấp nhất là 41,7%. Và thực tế, trong quân đội Mỹ đã thực hiện một vài chương trình cai nghiện sâu cho binh lính. Tính đến năm 1980, có đến gần 51% lính Mỹ hút thuốc lá thường xuyên mỗi ngày. Nhờ nỗ lực không ngừng, đến năm 2011, số ca nghiện thuốc lá của quân đội Mỹ giảm xuống một nửa, còn 24,5%. Đến nay, sự thay đổi về mặt chính sách, các chương trình chăm sóc sức khỏe quân đội như chương trình của ông Fitzpatrick đang phát huy được hiệu quả rất tốt. Trong suốt 8 năm, chương trình cai nghiện thuốc lá do ông Fitzpatrick đứng đầu đã cung cấp đội ngũ cai nghiện miễn phí cùng những lời tư vấn dành riêng cho mỗi cá nhân, dịch vụ tư vấn và thuốc men luôn sẵn sàng phục vụ binh sĩ thông qua kết nối trực tiếp trên Internet trong suốt 24/24 giờ. Bằng một loạt các liệu pháp thay thế nicotine như kẹo cao su, băng dán và ống hít cai nicotine cùng nhiều hoạt động thể thao nhằm giúp cho binh sĩ vượt qua cơn thèm thuốc. Giờ đây, khi thuốc lá bị cấm ở hầu hết các doanh trại huấn luyện trên toàn thể nước Mỹ, giới lãnh đạo còn có thêm hình thức thưởng cho những đơn vị nếu như giảm nhanh số lượng quân nhân hút thuốc lá. Kèm với đó là hình thức xử phạt nặng và rất nghiêm khắc với những đơn vị phá vỡ các quy định để quân nhân nghiện thuốc lá tăng cao. Ngày nay, thuốc lá và cà phê vẫn luôn là giữ một vị trí quan trọng trong đời sống của nhiều người, mặc dù tác hại của nó là vô cùng lớn. Ở khắp mọi nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ, người ta không tìm kiếm mua cà phê của các hãng nổi tiếng nữa, mà thay vào đó là mua cà phê còn nguyên hạt. Họ đem đến các cửa hàng rang xay rồi sử dụng luôn. Đó là một cách thưởng thức cà phê rất chất lượng và đầy sự thú vị. Còn thuốc lá, cho dù có nhiều tác hại và nhiều nguy cơ gây bệnh tật lớn, nên nó đã bị cấm quảng cáo dưới mọi hình thức. Tuy nhiên, sức hút của chúng lại vẫn vô cùng mạnh mẽ. Rõ ràng thuốc lá hay cà phê là hai loại thuốc độc nhưng lại được yêu thích nhất trong quân đội Mỹ. 3. Heroin, liều thuốc giải tỏa căng thẳng và áp lực. Với thực tại của chiến trường quá khốc liệt cùng với cái chết hiện hữu mỗi ngày, lính Mỹ đã tìm đến heroin như một cách để quên đi thực tại của cuộc chiến.
Theo các báo cáo được Mỹ công bố vào năm 1971, thì có tới 15% số binh lính Mỹ tham chiến ở chiến trường Việt Nam được xác định là đã từng sử dụng heroin. Con số này không chỉ bao gồm binh lính mà có cả các sĩ quan chỉ huy. Đây quả thực là một thực trạng cực kỳ đáng lo ngại vì cũng trong thời gian này, binh lính Mỹ đang được gửi dần về nhà để Mỹ rút lui trong danh dự. Bên cạnh đó, họ cũng đang cố gắng tách mình ra khỏi cuộc chiến tranh Việt Nam. Những binh lính Mỹ sau khi được trở về nước, phần lớn sẽ giải ngũ và đương nhiên họ sẽ tiếp tục tình trạng nghiện ngập của mình mà không thể cai được. Số lượng binh lính Mỹ được gửi về nước mỗi ngày lên tới 1.000 người trong năm 1971, dẫn đến việc xã hội Mỹ xuất hiện thêm quá nhiều người nghiện cùng một lúc. Theo các báo cáo sau này của quân đội Mỹ, các lý do dẫn đến việc binh lính của họ sử dụng quá nhiều chất kích thích trong cuộc chiến đó là do căng thẳng và áp lực khi phải chiến đấu không ngừng nghỉ. Bên cạnh đó, họ lại thiếu các nhu cầu giải trí thiết yếu và heroin thì lại quá dễ mua ở miền Nam thời điểm đó. Cụ thể, binh lính Mỹ khi tham chiến ở Việt Nam, họ thường xuyên bị tấn công bất ngờ vào ban đêm. Điều đó càng khiến cho đầu óc họ luôn căng thẳng. Và để tỉnh táo, họ buộc phải sử dụng các loại chất kích thích liều lượng cao. Ngoài ra, sử dụng chất kích thích cũng là một cách để các binh lính Mỹ giữ cơ thể và đầu óc trong trạng thái tỉnh táo và khỏe mạnh để chiến đấu trong những trận chiến giằng co kéo dài nhiều ngày đêm liên tục. Chất gây nghiện mà dễ kiếm nhất trong quân đội Mỹ chính là morphine. Đây vốn là một loại thuốc giảm đau được chiết xuất từ nhựa cây anh túc. Loại cây này vốn có liều lượng gây nghiện rất thấp, nhưng cũng đủ để cho người sử dụng giảm bớt đi cảm giác đau, và mục đích chính của loại thuốc này vốn là để giảm đau cấp tốc trên chiến trường. Lúc này, lính Mỹ sẽ tìm đến ma túy và heroin. Những chất kích thích này được bán rất rộng rãi tại thị trường Sài Gòn khi đó. Thậm chí các tướng lĩnh thoái hóa biến chất của quân đội Sài Gòn còn sử dụng cả các đoàn xe quân sự có vũ trang tận răng để nhằm áp tải ma túy từ tận Thái Lan về Sài Gòn, rồi sau đó phân phối cho lính Mỹ. Với phụ cấp của mình, binh lính Mỹ hoàn toàn có thể sử dụng ma túy một cách thoải mái ở miền Nam Việt Nam. Hội chứng chiến tranh cùng những áp lực tâm lý được coi là một trong những lý do khiến cho binh lính Mỹ phải sử dụng chất kích thích ngay cả khi họ đã quay trở về nước. Ước tính khoảng 11% binh lính Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam bị mắc hội chứng chiến tranh. Điều đó đã để lại ảnh hưởng to lớn về mặt tâm lý của họ sau khi họ trở về nhà và thậm chí cho tới tận ngày nay. Rõ ràng, sau những năm tháng chiến đấu tại Việt Nam, nước Mỹ đã phải gánh chịu một hậu quả rất lớn. Thậm chí tới tận ngày nay, họ vẫn phải tiếp tục chịu đựng những hậu quả đó. Các bạn vừa theo dõi liều thuốc giảm đau của lính Mỹ trên chiến trường Việt Nam. Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử và nhấn nút chuông ở bên cạnh để được cập nhật sớm nhất các câu chuyện và giai thoại về các nhân vật lịch sử nổi tiếng khác của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.